Happy to you. Lori Mize được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não cách đây 2 năm. Tôi thậm chí không muốn biết bất cứ điều gì về nó. Cơ bản tôi chỉ muốn tập trung vào việc làm thế nào để khỏe hơn. Ngay cả các khối u não không phải là ung thư cũng có thể dẫn tới chết người nếu chúng can thiệp vào các phần của não chịu trách nhiệm các chức năng quan trọng của cơ thể. Điều trị có thể bao gồm phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị hoặc kết hợp các phương pháp điều trị này. U nguyên bào là dạng phổ biến nhất của khối u ung thư não và tỷ lệ sống sót 5 năm đối với những người mang bệnh chỉ là dưới 6%. Đó là loại khối u anh đang có. Tôi hy vọng tôi có thể sống lâu hơn, nhưng tôi cũng thực tế. Nó là u nguyên bào thần kinh, nhưng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Các nhà khoa học tại Duke Health nhận thấy có thể tăng tỷ lệ sống sót cho một số bệnh nhân bằng cách tiêm trực tiếp vào khối u một loại virus bài liệt đã được sửa đổi. Đây là một ví dụ về liệu pháp nhắm mục tiêu này. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng sử dụng hệ thống miễn dịch của cơ thể để tấn công các khối u. Chúng tôi đang xem xét các thử nghiệm lâm sàng mới, các liệu pháp nhắm mục tiêu, liệu pháp miễn dịch. Một số trong đó hiện rất hứa hẹn, có rất nhiều hy vọng cho những bệnh nhân. Tiến sĩ Art Namcharavati đang dẫn đầu một nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Toàn diện của bang Ohio để tìm hiểu về sự di truyền của các u thần kinh đệm, các khối u não có thể là ung thư nhưng cũng có thể là lành tính. Mines là một trong những người tham gia các nhà nghiên cứu nhận thấy họ có thể tăng gấp đôi tuổi thọ ở những bệnh nhân có chỉ dấu sinh học đặc biệt khi họ được điều trị bằng hóa trị và xạ trị cụ thể. Điều quan trọng là cá nhân hóa việc chăm sóc cho từng bệnh nhân và đó là lý do tại sao các chỉ dấu sinh học và các chỉ dấu sinh học dự đoán là rất quan trọng. Các chuyên gia nói rằng thử nghiệm các chỉ dấu di truyền sẽ trở thành tiêu chuẩn cho những bệnh nhân có khối u não ác tính họ cũng đang xem xét các liệu pháp thuốc nhằm mục tiêu như là một phần của liệu pháp điều trị cá nhân hy vọng là một ngày nào đó bị chẩn đoán ung thư não sẽ không còn là bản án tử hình như hiện nay nữa